Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ đánh hạng cho một bạn có tên là Trang nhé. Thì bạn ấy hiện tại đang ở cao thủ 3 sao. Bạn ấy kêu là em muốn lên TV thì ok, mình sẽ giúp bạn lên TV thôi. Gì đây? Mày có rảnh không? Đánh bịch kim như bò mày cũng quay video. Thì câu trả lời này thì mình không biết trả lời bạn bình luận của bạn như thế nào. Ai mà nghĩ ra câu trả lời hay thì hãy comment bên dưới video này nhá. Thì mình sẽ xem ai là câu trả lời nó hay nhất thì mình sẽ copy và mình sẽ trả lời cho bạn. Còn mình thật sự là không biết trả lời sao nữa. Mình giờ này sẽ đánh Nakroth, mình sẽ biết xong rồi khóa. Ok. Đó, tem mình hôm nay này không ai giành mít à? Hay nhở? Thường thường thì họ tranh nhau mít á, tranh nhau đường giữa. Nhưng trận này thì không ai giành. Ok, vậy cũng dễ chơi. Rồi thì đã có bạn Natalia tới rồi. Natalia S4 chọn rồi. S2 khác được không hả? Trời ơi, con nó cũng được mà. Thôi mình xóa này đi, cho nó bớt lắc cái coi. Sợ hồi nó vào trận nó giật thì không chơi được. Ok thì mình sẽ gặp con Krit Canat. Mid tìm bạn thì có con Alexer kia khá là thông thạo tới S luôn kìa, ghê chưa? Violet thông thạo S luôn kìa. Hai người thông thạo S luôn á, ghê vậy. Tem bạn thì có con Motot. Theo mình thấy hiện tại thì Motot cũng đang rất là mạnh. Nhưng mà không biết bạn này chơi như thế nào đây. Cũng tùy người chơi nữa chứ không phải chơi ai chơi cũng mạnh đâu. Không phải cách lên đồ nào cũng là mạnh đâu. Cũng tùy người chơi thôi. Tem mình thì có con Gidu kia khống chế mà tem bạn cũng có Gidu. Không biết Gidu tên nào hay hơn. Rồi ok thì mình đã vào trận rồi. Mình sẽ tăng chiêu 1 và một cây dìu thợ săn đi đi săn rừng thôi. Ai canh mùa rừng cho tôi với nha, không có lên để cho người ta cướp mất nha. Rồi thì tem bạn tem mình thì AD đã kêu lắc rồi, sao đây không biết nữa. Lắc thì lắc thì thôi chứ biết sao giờ. Mới cấp 1 đánh cái con quái rừng này lâu quá trời lâu luôn. Đó, con này nó nhanh hơn rồi đấy. Trời ơi, nó chờ nó hồi chiêu 2 để mình lướt qua mà lâu quá. Có 2 giây mà giống như một thế kỷ. Chờ hoài luôn. Rồi, bạn mít em mình đã bị bắt rồi. Mình nhìn thế này là mình biết chết rồi. AD mới xúc bot về thôi chứ không phải chết luôn á. Mình thì sẽ không lên nhá, mình sẽ đi farm chút đã. Mảnh mới cấp 3 thôi, sao mà ganh cũng không có tác dụng mấy đâu. Xem bạn đông lắm. Rồi bây giờ mình cấp 4 rồi thì giờ đi gan thôi. Ê gan mít đi. Natalia đâu rồi, nhanh lên nào. Hất tung, muốn đi. Ôi trời ơi. Tưởng bạn không có tốc biến cái đó là mình hất tung thêm cái thứ hai là Natalia tới là đẹp 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 quá đẹp luôn rồi. Nhưng mà bạn đã tốc biến, vậy là mình sẽ không thể hất tung được cái lần thứ hai. Đánh nhau đi. Trời ơi, không ai đánh nhau hết vậy. Trời, mình chờ trong này nãy giờ thì thọt mất á. Thôi con rồng đi ra đây luôn kìa.
Trời hay quá, tuyệt vời luôn. AD bạn bắn quá hay luôn. Thôi mình chờ ngoài không được, thôi mình đi đây. Ê, mình ra giúp mít thôi. Này. Thôi ghi ulti ở ulti không được mít em bạn. Ủa sao mình trừng phạt vào người không được? Thôi chết, mua hai cái đao rồi. Ăn rồng á. Từ từ chờ chút, chờ chút, chờ chút, chờ một xíu. Vâng thì mình sẽ đi ăn rồng luôn. Ồ, mít bà ăn luôn á. Mình trừng phạt vậy mà không đủ đam kìa. Mình căn rất là tệ luôn á. Nếu mà bị người ta vào, người ta cướp rồng là mình pha đó mình trừng phạt như vậy là mình sai rồi. Là mình mất trắng con rồng luôn rồi. Ok thì mình đã lên được cây cây kiếm đi rừng. Cái nội tại của cây kiếm nó khá là hay, đó là farm được càng nhiều quái rừng nó lại cộng sát thương lên. Hình như tối đa là 30 con hay là 25 con gì á, nhớ không nhầm như thế. Mình sẽ đi ăn con bùa đỏ này xong rồi mình sẽ đi xuống bên dưới ganh cho Tara nhé. Tara. Chờ mình bạn ơi, đừng có manh động nha. Đúng rồi, im lặng, im lặng, im lặng. Đúng rồi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Mình tới đây. Ê, dừng bạn chưa? Hát tung này. Đúng rồi đấy, chạy đi. Chạy không chạy là mình giết luôn. Tara hiện tại ở phiên bản này khá là trâu bò. Nó là rất là trâu bò luôn. Nhưng mà con mô tốt kia thì nó không dạng vừa đâu. Lúc đầu thì Tara cấp thấp này thì ăn được, có thể là hành được. Nhưng mà đến lúc sau thì mô tốt nó mới gọi là bá chủ. Nó là so với hai con thôi, còn về những con khác thì mình không nắm chắc. Mình tính ra giúp mít đó, nhưng mà mít mình đẩy lan quá, thế là thôi đi ăn rừng, đi ăn rừng xong rồi lên giúp AD đi. Đánh rồng á, ok. Ồ hay lắm. Đừng có kéo ra đây để mình ăn rồng đã, rồi ok ăn rồng xong rồi đánh nhau thôi. Ý bị mình bị nó ulti kìa. Thôi mình bỏ đi. Trời ơi, AD tem bạn thơm quá kìa, còn có chút xíu máu kìa. Trời ơi, mình tính mình tính măn me lại tới gần nếu mà, nhưng mà tem mít tem bạn nó cứ làm cái này làm cái kia chói chân mình lại không có ra được, buồn quá. Thôi mình sẽ lấp lùm đi, lấp lùm chờ AD bạn ra là mình xử. Chiêu 2, chiêu 1 ulti trừng phạt xong rồi xài chiêu 1 chạy luôn. Đó, vậy là AD bạn chết và Giru tem bạn không làm gì được mình. Ui giời ơi. Đúng là một cái kịch bản mà mình đã sắp sắp đặt ra nó quá là hấp dẫn. Nhưng mà đó chỉ là nói thôi, đâu có làm được đâu. Nào, có ngon băng chủ đi. Ôi dồi ôi, cái thằng này. Sau đó mình lướt chiêu một vào xong mình ulti một cái trừng phạt nữa. À đây bạn có chết không ta? Mình nghĩ này có thể khả năng chết đấy. Nhưng mà sao pha đó mình không làm, mình cũng chả biết nữa. Đó là nghĩ được thôi chứ không làm được. Người ta còn có câu là nói được mà làm không được là vậy á. Hứa thật nhiều mà thất hứa thì cũng thật nhiều. Ô cái con này. Ui giời ơi, đánh nó thế nó không chịu chết nữa. Mình phải làm gì nó mới chết sao? Vãi thật. Đó. Đánh nhau đi, đúng rồi, đánh nhau đi. Mình tới đây, hất tung này. Rồi, ok, một em. Còn em này nữa, giết em luôn đi. Nhưng mà em ấy chạy mất tiêu rồi. Ăn con bùa đỏ vậy. Ôi ôi, mình nhìn thấy bóng bóng hàng rừng cái là mình lướt cho hai liền luôn á.
Trời ơi, không có trừng phạt được, nó xa quá. Hay không có trừng phạt được. Để mình ăn con rồng nghe coi. Đây, mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây. Ôi, giúp bạn đây. Ủa, bạn hay quá vậy. Trời ơi, con Kriknat nó xanh như vậy mà nó thua mình mít mình luôn kìa, ghê chưa. Đúng là Latadia khác, ai biết chơi là vẫn là bá chủ. Ok, mình đánh xong con này mình ra mình giúp con Tara này. Đánh đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Trời ơi, mình trừng phạt vô con lính đấy chứ. Úi giời ơi, phê loài. Lỡ ăn con rồng luôn xong rồi ra mình tăng trụ luôn. Đánh cái trụ thôi, đánh trụ hai phát à, mấy cái trụ rồi. Mình quên không để ý. Đừng bạn kia, hất tung. Ui dồi ôi, thơm quá. Solo hả? Ok, anh em mình solo nào. Solo này. Solo, trời ơi, sao bạn ăn được mình. Mình cấp 13 rồi mà. Phải đó, ta cái Kriknat là biết, có thể biết mình thua, tại vì mình hơn tới 3 cấp. Hơn 3 cấp mình bằng với cái số máu bằng nhau thì làm sao mà. Ý giời ơi, ghi đù. Ngon, một em. Trời ơi, chưa hai đâu rồi. Hai em. Rồi, mình chết rồi. Trụ bắn cho hai cái nữa. Buồn quá. Trời ơi, Gidu đang luyện luyện công hay làm gì kia trời. Tara kìa, ôi Tara hổ báo thế, coi chừng chết. Mình tới đây. Đó, mình đã đánh nhanh trở lại rồi đấy. Nãy giờ cảm thấy mệt mệt trong người, đã chơi không có được. Đó, bây giờ mình đã trở lại với bản thân rồi. Gì nữa đây trời, bộ nhớ thiết bị đầy á, chán thế. Đang chơi mà bộ nhớ đầy này. Ok, chờ mình chết cái đã xong rồi mình ra mình xóa bớt cái gì đó đi. Ai giết du tôi dùng cái nào, để tôi còn đi ra tôi xóa bộ nhớ nào. Cái đu này giết đi này. Ôi trời, mới hù bạn thế bạn chạy mất tiêu luôn. Ăn xong con này là ok rồi. Ăn xong con này là ra combat thôi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ừ, hay lắm, tốc biến đi. Ừ, tốc biến vào chân mình nè. Đánh luôn, đánh luôn. Giết Gidu nó. Giết, giết Gidu nó. Ôi ôi, con Violet nó bắn xa quá. Chết luôn. Thôi, lỡ rồi. Đi ra ngoài luôn. Thôi, xóa đại cái này đi. Biết chọn nào bây giờ, xóa luôn. Ok, mình sẽ vào game mình chiến tiếp thôi. Trời, mình thoát ra ngoài mình xóa một chút xíu đấy mà vào là ping nó đỏ đỏ lên kìa. Rồi có khi nó giật nó lag luôn á. Tại vì mình vừa mới xóa cái video ở trong cái thư mục để chứa cái video này á. Sợ nó lỗi luôn á. Ôi dồi ôi, lỗi thật luôn kìa, lá lag lag luôn kìa. Ôi, xài chiêu không đi luôn kìa. Vãi. Chán thế, sao thế này, sao mình chơi. Win đi mọi người ơi, đừng có để lâu, máy lag rồi. Úi dồi ôi.
Đó. Ôi sao? Làm gì nhau? Ôi giời. Mày lag nhưng mà mình vẫn tỉnh nhá. Ôi giời ơi, bắt mình đâu có dễ. Bắt không? Này, lấy con blue luôn này, không cho luôn á. Rồi làm gì nhau? Rồi làm gì nhau? Ơi mít bạn kìa, mít bạn tính bắt mình đấy kìa, hay chưa? Chỉ cần mấy bạn ulti mình giữ chân mình một cái là con mô tốt nó về vào nó xử mình liền luôn á, nguy hiểm lắm. Ừ hay lắm, tốc biến ở chỗ AD ạ. Vãi cả mấy bạn tốc biến rồi win thôi, trời ơi trừng phạt cho phát rất đi rất là chậm nhá. Ừ, giết một tốt luôn. Ừ, rồi đại gia xương này. Cho thành ba khúc xương luôn. Mình ăn xong con này đẩy cái máu mình sẽ vào đẩy trụ cho nó win luôn. Đánh lâu mất thời gian lắm. Hất tung này. Chạy. Ui dồi ôi, chạy đi đâu? Ok. Thôi mình cũng kết thúc ở đây thôi. Tara nó trâu quá. Mọi người thấy con Tara nó trâu không? Trâu kinh khủng luôn á. Bắt nó mà không được luôn á. Nó bật ulti một cái này thôi, chạy như siêu nhân. Hôm sau mình sẽ làm một cái clip về con mình được mời VP luôn kìa. Tara, làm một clip về Tara. Mình đánh hay quá, nó cho mời VP luôn. Vãi mà VP luôn. Ok. Vậy là mình đã đánh xong cho bạn một trận, được bạn đã lên được 1 sao rồi nhá. Rồi ok, thôi mình cũng xin dừng clip đây thôi. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh, rồi chia sẻ kênh để ủng hộ cho mình với nhá. Thì mình có nhiều người đăng ký thì mình sẽ cố gắng làm video nhiều hơn.